sau khi hết Tết, Việt Kiều lại từ biệt gia đình để tiếp tục đi cày. Bên này nha, mỗi tháng mở mắt bạn sẽ thấy đủ các loại bill, tức là hóa đơn. Từ hóa đơn nhà, tiền thuê nhà, trả góp thì tiền góp cho ngân hàng. Rồi tới tháng hóa đơn xe, bảo hiểm, điện thoại, tiền điện, tiền nước, tiền cấp nước, tiền thoát nước, tiền máy sưởi, internet, thức ăn, chi tiêu lặt vặt. Vài ba tháng lại có cái hóa đơn cầu đường, phí truyền thông. Nói tới cái này tức ghê luôn á. Bên này có cái phí nghe mà nó vô lý gì đâu. Bạn có tivi là phải trả phí truyền thông, ngoài phí thuê truyền thông, truyền hình cáp hàng tháng. Kỳ cục không? Còn nữa nha, nước á, nó tính á, là nước cấp vào và nước xả ra, có nghĩa là bạn phải trả hai lần. Tháng nào làm không đủ là phải đi vay hoặc bị phạt trừ vào tháng sau và thêm một khoản phạt nộp trễ. Nợ nần tự lo chứ chẳng mấy ai ký trả giùm, kể cả họ hàng ruột thịt. Sống xứ này á, mọi người đều ý thức và chấp nhận cái sự thật hiển nhiên đó. Vì thế đa số đều cố làm việc, lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng nếu không muốn vỡ nợ ra đường mà ở. Mình có quen mấy cô chú bên này 60-70 tuổi rồi vẫn ráng đi làm thêm việc quét dọn để có thêm chút tiền gửi về. Mình có hỏi sao cô chú không nghỉ cho khỏe mà mấy người bảo không có được. Lương hưu chỉ đủ xài cho mình thôi, chứ muốn lo thêm bữa thịt bữa cá cho mấy đứa cháu ở Việt Nam là phải cày thêm chút xíu để gửi tiền về. Đôi khi nghĩ lại, chính tính sởi lởi bao đồng ham lo của bà con bên này tạo cho người thân và gia đình bên Việt Nam bản tính dựa dẫm và ỷ lại. Nhiều gia đình mình biết á, ỷ có con cái lấy chồng Mỹ làm neo kiếm tiền, còn bên Việt Nam á, cả nhà 3-4 thế hệ không có chịu đi làm, cứ kéo về ở hết trong nhà, đợi mỗi tháng con gái gửi về vài trăm đô đủ tiêu xài. Ai biết chà cái chân, hít bụi một bàn tay ở Mỹ nó đáng bao nhiêu tiền mà thương con cháu cho nên phải làm thôi. Thỉnh thoảng ra ngoài gặp người Việt sau mấy câu xã giao kiểu: tên gì, ở đâu, chạy xe gì, mua nhà chưa, lấy vợ chưa, mấy cháu rồi, thì nghe tiếp hai câu quen thuộc là qua lâu chưa, làm neo hay làm hãng. Lúc đầu á, mình cũng có hơi nói sao ai cũng nói như kiểu vậy hết, với mấy câu hỏi có phần soi mói kiểu này, và nghĩ thầm trong bụng, bộ người Việt không biết làm gì khác hơn ngoài làm neo và làm hãng hả? Mà thôi riết giờ cũng quen, có bực cũng chẳng làm được gì, làm neo cũng đâu có phải đi ăn xin đâu mà mắc cỡ chi trời, chỉ là không có sang chảnh và vất vả hơn chút xíu so với những nghề khác thôi. Mà vất vả sao cũng được, chỉ cần người nhà bên Việt Nam thông cảm và thương mến những Việt Kiều siêng làm, siêng lo vậy thôi là ấm lòng lắm rồi. Ai về rồi qua đây đều bảo, thôi ráng cày, Tết sau lại về thăm quê.